Trước tình trạng gia súc thả rông gây mất mỹ quan và an toàn giao thông tại nhiều địa phương thời gian qua, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa yêu cầu các đơn vị địa phương tăng cường quản lý, chấn chỉnh tình trạng này. Theo đó yêu cầu các đơn vị địa phương tuyên truyền vận động người dân trong khu vực không được phép chăn nuôi của thành phố có lộ trình giảm đàn và chuyển đổi ngành nghề Vận động các cơ sở hộ chăn nuôi đăng ký ký cam kết thực hiện ngừng hoạt động chăn nuôi hoặc di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn thành phố trước ngày 1 tháng 1 năm 2025. Hàng năm tổ chức cho các cơ sở hộ chăn nuôi thực hiện ký cam kết không thả rông động vật nuôi trong đô thị nơi công cộng trên đường phố tiếp tục thực hiện vận động các cơ sở chăn nuôi đăng ký, ký cam kết thực hiện ngừng hoạt động chăn nuôi chuyển đổi nghề hoặc di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi theo đúng quy định. Thực hiện kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm theo nghị định số 114 của chính phủ.